tro em kiều chay. Hi, xin chào các bạn gái xinh đẹp. Bữa nay mình có cái trang điểm này tím, môi tím, mắt tím. Các bạn thấy sao? Các bạn có thích không? Nếu mà các bạn thích, chốt like cho mình biết ha. Mình không biết nói gì hơn nữa, biết nói là chỉ có nếu mà các bạn thích, chốt like cho mình biết video thêm nữa. Mình sẽ làm những cặp mắt khác nhau như vậy. Thường bữa nay mình trang điểm tím với màu da ha. Môi màu tím, son của mát. Mong là các bạn thích cái video này. Bữa nay là mình trang điểm kiểu như vậy là để sinh nhật của thằng con trai út của mình. Con trai út của mình năm nay nó 13 tuổi. Á, mau cho ơi cái mê. À đây hả? Anh Hiểu mắc cỡ lắm, anh Hiểu không có vô đâu ha. Bye bye. Đó anh đó. Trang điểm này là sinh nhật của con trai của mình. Trai út ha. Trai út mình cũng Út cũng lớn rồi, mười mấy tuổi rồi, không còn nhỏ đâu. Ok, bye bye. Hi, xin chào các bạn. Bắt đầu mình có đánh primer với lại chống nắng ở dưới rồi hang. Sau đó mình ấy phấn nền lên. Bữa nay mình ngồi ở ngoài trời này rất là sáng luôn, sáng dữ lắm. Bởi vì cái da nhìn thấy đẹp dữ lắm. Nhưng mà thật sự cái da nó không phải được như vậy đâu nghe bạn. Tại vì mình ngày ánh nắng mặt trời gọi vô quá trời sáng rồi đó, bởi vì cái nó mới được cái da vậy. Sau đó mình phủ phấn phụ lên trên cặp mắt của mình, trên chút xíu nữa mình tán cái màu mắt á cho nó được đẹp ha. Sau đó mình xài màu mắt của Fashion 21. Màu mắt của cái hiệu này rất là rẻ luôn, nhưng mà xài cũng rất là ổn. Mình xài mình thấy ổn ha, nhưng mà giá tiền rất là rẻ. Sau đó mình lấy hai màu đó khoa chung với nhau, mình tán trên hốc mắt của mình, tán tới tán lui. Các bạn nếu mà muốn quay phim hay chụp hình gì, muốn cho cái da của mình mà nó được đẹp đó nha, các bạn nên kiếm cái chỗ nào mà ở đằng sau lưng của mình đó, thì nó tối, nhưng mà từ ở đằng trước mặt mình gọi lại là nó sáng, thì cái da của các bạn thấy đẹp. Mình có cái chia sẻ gì. Sau đó mình tán mắt màu ướt lên trên mí mắt của mình, không có tán lên trên hơn bạn, tán chỉ mí mắt thôi. Sau đó mình lấy một màu tím này với màu tím này, màu tím đậm, màu tím lợt, hai màu khoa chung với nhau, mình tán lên xương hốc mắt ha. Tán tới tán lui, các bạn cứ tán làm sao mà nhìn cho nó đều. Các bạn biết không, đây mình ngồi giống như cái nhà phố đó, là bốn cánh cửa nó rất là sáng luôn, ánh nắng chá vô rất là sáng. Sau đó mình tán tới tán lui, màu tím nó tán ra đều. Sau đó mình lấy màu tím luôn, nhưng mà tím đậm, một màu tím đậm như vậy, rồi một màu tím than, hai màu mình pha chung với nhau. Mà đó mình đánh cái đuôi mắt, mình đánh cái đuôi mắt với lại đầu khóe mắt. Khi bạn làm cho hai con mắt của bạn ở đằng trước và đằng sau cho nó đậm đều nhỉ, thì nhìn cặp mắt của bạn á nó tròn hơn bạn ha. Sau đó mình lấy cây cọ không màu mắt gì hết, mình tán lại cho nó đều với nhau. Khi mà bạn đánh mắt màu hay là màu mắt gì đó, bạn phải làm cho màu nó hòa chung với nhau, nhìn nó mới đẹp ha. Nếu như mà bạn là đánh mà màu xanh xanh trắng trắng riêng biệt cái nhau thì nhìn nó không có đẹp đâu ha. Sau đó mình lấy một cái màu tím, tím lợt đầu tiên mình tán trên hốc mắt đó, mình tán lại ở hốc mắt dưới, ở gì, khóe mắt dưới ha. Mình tán khóe mắt dưới. Sau đó mình lấy một cái màu như gì, màu da ha, mà có chắc kim tuyến chút chút ha. Sau đó mình tán lên chính giữa, bạn thấy để một cái màu da là nhìn thấy cặp mắt của mình tròn liền ha.
Khi mà bạn xài gì bằng tay vậy thì cái màu mắt nó mình cảm thấy là nó lên đẹp hơn cọ, nó lên đúng màu hơn cọ ha. Bởi vì mình thích xài khi mà đánh đánh lấy luôn gì á thì mình xài bằng tay. Sau đó mình lấy một cái màu tím than đen mới nãy, mình không lấy nhiều, bạn mới lấy chút xíu thôi, nếu mà lấy nhiều thì nó sẽ đậm, chút xíu thôi tán lại cái đuôi, cho cái đuôi mắt với lại cái đuôi đuôi trên đuôi dưới cho nó hòa màu với nhau, cho nó một màu chỉ nhìn nó mới đẹp. Sau đó mình lấy một cái màu da nãy kim tuyến đó mình highlight chứ, mà không phải kim tuyến nhiều đâu, chỉ là chút chút thôi các bạn ha, nó có ánh ánh kim tuyến. Sau đó mình xài concealer, hai hai concealer này ha, một cái là CC Do, một cái là CoverGirl. Sau đó mình xài cỏ tán, cái cỏ mình rất là thích luôn, tán rất là nhanh luôn, tán concealer rất là nhanh, rất là đẹp. Bạn thấy không, mình tán rất là nhanh luôn, rất là đẹp luôn. Sau đó mình bấm mi, nhưng mà mình chưa có chuốt mascara nên bấm trước. Mình đánh concealer, mình đợi một chút xíu mình mới phủ phấn phấn phủ bột. Mà cái phấn phủ bột mình phủ ở dưới concealer là mình phải chọn cái màu, cái phấn mà nó có một chút xíu ánh ánh nhũ sáng ha, mình không có phải mà chọn là cái màu mắt mà mịn đâu, ê màu phấn mịn là mình chọn cái màu có ánh nhũ chút chút, phấn phấn bột hả. Sau đó mình chuốt mascara, chuốt mascara xong rồi mình sau đó mình tạo khối bằng màu phấn của Milani. Màu phấn này cái nó lập thật, nó thật sự là phấn phủ, mình thích tạo khối của phấn phủ, nhưng mà mình lựa cái màu mà nó hơi nâu hơi đen một chút xíu thì mình dùng nó để tạo khối. Tạo khối làm chi cho nhìn thấy khuôn mặt của mình nó gọn, nhìn thấy nó dài, nó gọn hơn. Sau đó mình xài một cái màu má hồng này, mình xài cái màu này mình xài lần thứ hai hả các bạn, từ mua tới bây giờ, tại vì cái màu nó rất là đỏ luôn, mà đỏ tím nữa. Bởi như vậy mình bữa nay mình đánh mắt tím mình mới xài nó. Sau đó bạn thấy không, để một chút xíu thôi, nhẹ thôi nó đã lên một cái màu đỏ rồi. Mình lật cái cọ lại, cái cọ bên đây không có màu, không có phấn, mình tán chỉ chấm một cái thôi là đã tán đủ hết luôn, tại cái màu nó rất đậm. Sau đó mình xài cái cọ không có phấn, không có gì hết, mình dặm lại ha, cho cái má hồng nó điều hòa với nhau. Sau đó mình kẻ eyeliner. Mình quên nói nữa, cặp mắt này mình có gắn lông mi nghe bạn, nhưng mà cái loại lông mi rất là mỏng luôn, nhìn rất là tự nhiên. Mình chỗ cái đuôi mắt đó mình cho nó sạch lên, cho sạch lên chút xíu, đừng có sạch nhiều quá nghe bạn, sạch một chút thôi, khi mà bạn sạch nhiều quá thì nhìn nó mắc cái mí của bạn, sạch ít như vậy nó đẹp, mà nó không, nó làm cho cặp mắt của bạn dài ra mà nó không bị mắc cái mí. Bạn thấy hai bên không? Một bên thì có kẻ eyeliner rồi, một bên chưa kẻ là khác nhau. Sau đó mình xài, mình chia sẻ hai màu này, đều là mình thích hết màu tím. Một màu là của MAC, một màu là của Milani. Giá tiền cũng khác nhau, MAC là 17 đô mấy một cây, nhưng mà của Milani thì dưới 10 đô à hả bạn. Nhưng mà mình xài của MAC, mình xài cái màu ở trên, nó tím mà, nó tím hơi hơi ấy hơn, hơi sậm hơn chút xíu. Hình như cây son này mình xài mới có lần thứ hai rồi. Sau đó xong xuôi
Chúc các bạn gái luôn gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại video tới. Sau đó mình xài một cây mắt ướt của Maybelline mình kể chính.